Những giấc mơ liên quan đến rùa, mơ thấy rùa. Nếu bạn là nam giới nằm mơ thấy rùa, thì bạn sẽ gặp may mắn về tài chính, lẫn công việc, tình cảm trong thời gian tới. Nếu bạn là phụ nữ và đang mang thai, mơ thấy rùa cho thấy bạn sắp mất đi một chỗ dựa tinh thần. Nếu bạn không mang thai, thì tài lộc sẽ đến với bạn, công việc suôn sẻ, thuận lợi. Nếu bạn là phụ nữ, trẻ em đang mang thai, nằm mơ thấy rùa, thì thời gian tới, sức khỏe của bạn sẽ không tốt, dễ gặp bệnh liên quan đến dạ dày, bị mất ngủ, cần phải đi khám thường xuyên để sức khỏe ổn định. Bạn mơ thấy rùa vàng. Nếu bạn nằm mơ thấy rùa vàng thì xin chúc mừng bạn. Tài lộc, may mắn đang đến với bạn. Sắp tới công việc của bạn sẽ diễn ra thuận lợi. Nếu bạn là người làm ăn, kinh doanh thì có thể mở rộng quy mô. Còn nếu bạn làm văn phòng thì sẽ có cơ hội được thăng tiến. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và khéo léo trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Bạn mơ thấy rùa đen. Màu đen là biểu tượng cho sự quyền lực, giàu sang. Giấc mơ này dự báo trong tương lai, tài lộc sẽ tới với bạn. Bạn sẽ có địa vị và sức ảnh hưởng đối với những người xung quanh. Những khó khăn trước đây đã qua, bây giờ là lúc bạn được hưởng thành quả của mình. Mơ thấy bắt được rùa. Bạn là người có nhiều khát vọng, đam mê. Những ý tưởng, dự án lớn vẫn đang được bạn ấp ủ mà chưa dám thực hiện. Một phần vì trước đây chưa có cơ hội nên bạn chưa tinh tế để thực hiện. Giấc mơ này nhắc nhở bạn hãy tự tin. Lòng quyết tâm, gan dạ sẽ mang đến cho bạn nhiều thử thách. Sắp tới cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc của bạn sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Mơ thấy rùa cắn tay bạn. Sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu giảm sút. Có vẻ công việc của bạn đang bị quá tải. Bạn cần dành thời gian để nghỉ ngơi hơn. Có như vậy thì tâm hồn của bạn mới thoải mái. Bạn mới sáng tạo được nhiều thứ hay ho hơn. Nếu bạn là người độc thân thì bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Có thể bạn sẽ gặp được người bạn đời của mình. Nhưng bạn cần nên quá vội vã mà hãy quyết định nhanh. Cần phải tìm hiểu để tình cảm chín mùi rồi mới tiến tới hôn nhân. Nếu bạn là nữ giới nằm mơ thấy rùa cắn thì công việc sắp tới của bạn sẽ ổn định và suôn sẻ. Nhưng bạn phải xa nhà. Nằm mơ thấy rùa thần ở phía trước đang có nhiều cơ hội mở cửa với bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác, đầu tư, phát triển dự án trong cùng một thời điểm. Bạn có quyền lựa chọn hợp tác với ai và từ chối với ai nếu bạn muốn. Trong tình cảm, sắp tới sẽ là lúc mà một vài người để ý, yêu thầm bạn. Đây là tín hiệu tốt, bạn đừng lo lắng gì nhé. Nằm mơ thấy rùa đang bơi là một điềm báo rất may mắn. Những khó khăn của bạn sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Bạn sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm sau lần vượt qua thử thách đó. Nằm mơ thấy rùa bò lên cỏ. Sắp tới, những cố gắng mà bạn bỏ ra sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Bạn sẽ hưởng được vinh hoa, phú quý và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nằm mơ thấy rùa bò vào nhà. Nếu mà mơ thấy rùa bò vào nhà, cho thấy sắp tới bạn gặp rất nhiều may mắn về mặt tài chính. Bạn cần nắm bắt thời cơ để có thể gia tăng thu nhập cho bản thân. Mơ thấy rùa hai đầu. Bạn sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, dù tình yêu hay công việc, với một người bạn đồng hành, cả hai bạn đều có thể cùng tiến xa hơn. Nằm mơ thấy một con rùa già. Bạn cảm thấy mình chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong công việc. Sắp đến là thời điểm phù hợp để bạn có thể lấp đầy những khoảng trống đó. Nằm mơ thấy rùa bị giết. Bạn sẽ gặp một số ồn ào mà bạn không mong muốn. Bạn cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của bản thân. Nằm mơ thấy rùa đá.
Sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển, nhiều may mắn tài lộc, trong gia đình bạn có nhiều người thành đạt trong sự nghiệp. Mơ thấy rùa xanh, đây là dấu hiệu của niềm vui, hạnh phúc. Những điều may mắn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Mọi thứ sẽ rất thuận lợi nên bạn không cần phải lo lắng gì cả. Nằm mơ thấy chú rùa con, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp nên công việc suôn sẻ, thu về kết quả tốt. Nên bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ. Mơ thấy một con rùa trắng, đây là điềm báo sự lạc lõng bơ vơ, không biết phải làm như thế nào. Nếu bạn đang mất phương hướng, bạn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn hơn. Nằm mơ thấy rùa chết, công việc của bạn đang làm sắp phải ngừng lại vì một lý do nào đó xảy ra vấn đề mà bạn không mong muốn. Hãy giữ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thôi. Nằm mơ thấy rùa và gắn. Gắn và rùa là hai biểu tượng thiêng liêng đối với người Việt Nam, do đó giấc mơ này mang ý nghĩa bí ẩn. Những điều báo tốt hay xấu rất khó giải đáp. Mơ thấy rùa cho ăn, bạn cần một người đồng hành trong cuộc sống và công việc. Tuy không dễ gì kiếm được, nhưng chỉ cần bạn để ý những mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ nhận ra. Mơ thấy ăn thịt rùa, tài lộc của bạn sẽ dồi dào hơn trước. Thời gian tới sẽ có lộc về tiền bạc, kinh doanh tăng thêm lợi nhuận. Mơ thấy thả rùa, bạn đang mong chờ những việc làm tốt của bạn sẽ được đền đáp. Nhưng bạn cũng đừng mong chờ quá nhiều, đôi khi điều đó sẽ làm cho bạn thất vọng hơn. Ngủ mơ thấy rùa gục đầu vào vai. Nằm mơ thấy rùa gục đầu lại, cho thấy bạn đang cảm thấy không an toàn và đang tìm cách bảo vệ chính mình. Nguyên nhân từ những áp lực mệt mỏi trong cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy trống rỗng. Tuy nhiên, sẽ có người ở bên cạnh bạn lắng nghe tâm sự của bạn. Bạn đừng quá lo lắng nhé. Nằm mơ thấy rùa đánh số mấy, đánh con gì? Nằm mơ thấy rùa một cách chung chung 27, 47, 67, 56 hoặc 66. Nằm mơ thấy rùa vàng 54, 78. Nằm mơ thấy rùa đen thì đánh 23, 46, 51. Mơ thấy rùa đá nên đánh 12, 90. Mơ thấy rùa biển 73, 90, 87. Mơ thấy rùa ở nước ngọt 56, 83. Mơ thấy rùa đi một cặp 22, 72. Mơ thấy ba chú rùa 17. Nằm mơ thấy rùa lớn 23, 45. Mơ thấy rùa đang bay trên trời 15, 65. Nằm mơ thấy rùa đang ăn 53. Đang đi trên đường gặp rùa 05, 33. Nằm mơ thấy rùa đang cởi 48, 63. Nằm mơ thấy rùa lật ngửa 07, 46. Nằm mơ thấy rùa đang bơi 34, 68. Mơ thấy người thân đang ăn thịt rùa 56, 42. Mơ thấy rùa cắn nhau 13, 31. Mơ thấy rùa vào nhà 14, 41. Nằm mơ thấy mai rùa bị đập vỡ 04, 40.